Sáng nay thì em tranh thủ lên thành phố mới Bình Dương và lấy được một chiếc Honda Civic phiên bản 1.8G sản xuất 2019. Xe này chạy 10 vạn anh chị nha. Chủ sử dụng giữ gìn, bảo dưỡng full lịch sử hãng từ trước đến nay luôn nên chất xe còn đẹp lắm ạ. Nước sơn thì rất là liền lạc, không có xước xát gì cả. Bốn lớp thì cũng có độ hao mòn nhất định rồi. Mình lấy về nếu mà muốn yên tâm sử dụng thì mình thay lớp mới anh chị ha. Xe này thì bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn nên gầm bệ mái số vẫn còn rất là êm và nội thất xe cũng còn đẹp lắm ạ. Cho một chiếc xe chạy 10 vạn mà nội thất như thế này là phải nói là anh chủ anh sử dụng rất là giữ gìn mới được như thế này anh chị. Phụ kiện lắp thêm thì có phim cách nhiệt, camera hành trình và lót sàn 5D rồi anh chị nha. Xe này mình lấy về thì cũng không cần làm gì thêm cả. Chất xe còn đẹp và cũng không có xước xát gì. Xe này là em vừa mới lấy luôn, chưa có spa nên nhìn còn hơi bẩn thôi. Chất xe thì còn đẹp lắm ạ. Lớp thì cũng có mòn lắm à. Xe nói chung là mình lấy về thì nếu mà muốn yên tâm hơn thì thay lớp anh chị, thay lớp mới mình sử dụng cho yên tâm hơn anh chị ha. Và mình cùng đi xem phần bên ngoài xe nè, không có xước xát gì luôn và cam kết với anh chị là không có một lỗi nhỏ luôn nha, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số zin, không tua đồng hồ km ạ. Keo sùng chỉ là zin hết ạ. Vô lăng đây, vô lăng còn rất là đẹp luôn. Bảng G thì được trang bị đồng hồ điện tử rồi. Tắp bi, tắp lô đều còn rất là đẹp. Anh chị quan tâm đến Honda Civic phiên bản 1.8G sản xuất 2019 màu trắng này thì liên hệ với Duy nha. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương gần cổng chào Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi ạ. Anh chị search Google Bình Vĩnh Phú Auto là có dẫn đường qua bên em anh chị nhé.